Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hồng Beauty. Ngày nay thì cái nhu cầu làm đẹp và việc sở hữu cho mình được một làn da trắng sáng thì không chỉ còn là ở nữ giới mà nam giới thì cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này. Tuy nhiên là cái cách làm trắng da dành cho nam giới thì không hoàn toàn giống so với ở nữ giới, bởi vì làn da của nam giới thì thường dày hơn, lỗ chân lông to hơn và làn da của họ thì thường rắn chắc và các hắc sắc tố thì đậm hơn so với ở nữ giới. Bởi vậy, các bạn nam mà mong muốn sở hữu được một làn da trắng sáng và khỏe mạnh thì các bạn nam cần phải có những cái phương pháp làm trắng da phù hợp và dành riêng cho mình. Sau đây thì Hồng sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách làm trắng da tại nhà dành cho nam giới cực kỳ đơn giản như sau. Cách 1. Làm trắng da mặt cho nam giới bằng mật ong và sữa chua. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho Hồng đó chính là: thứ nhất thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng 2 thìa mật ong nguyên chất nhé. Nguyên liệu thứ hai thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng 1 hộp sữa chua không đường. Hồng có đọc comment mà thấy rất là nhiều bạn hỏi Hồng đó chính là có nên sử dụng sữa chua có đường thay vì sữa chua không đường không? Thì câu trả lời ở đây đó chính là các bạn không nên sử dụng sữa chua có đường, bởi vì nếu da bạn nào mà quá nhạy cảm hoặc là những cái da bạn nào mà đang bị mụn đó mà các bạn sử dụng mặt nạ sữa chua có đường như vậy thì nó sẽ dễ khiến da của các bạn bị kích ứng và nổi nhiều mụn hơn. Còn đâu đối với sữa chua không đường thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, hỗn hợp này rất là dịu nhẹ, vì vậy cho nên là nó sẽ thích hợp với mọi loại da của các bạn. Hồng sẽ nói qua một vài công dụng của mật ong và sữa chua để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn tại sao cái hỗn hợp này khi kết hợp lại với nhau nó lại có thể giúp làm trắng da mặt cho nam giới nhé. Thì trong mật ong thì có chứa rất là nhiều loại vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng và có công dụng làm trắng da. Bên cạnh đó thì mật ong còn có tác dụng đó chính là ngăn ngừa mụn và cung cấp các dưỡng chất phục hồi cho làn da của bạn, cho làn da của bạn có trở lên chắc khỏe và tự nhiên hơn. Còn đâu đối với sữa chua không đường thì trong sữa chua thì có chứa một cái lượng axit tự nhiên rất là có ích trong việc loại bỏ sắc tố da sẫm màu và làm sáng da, đồng thời thì sẽ giúp dưỡng da mịn màng và tươi trẻ hơn. Đối với cái cách thực hiện cái công thức này như sau thì bây giờ Hồng sẽ sử dụng sữa chua không đường, sau đó thì các bạn hãy bóc vỏ ra và cho vào cái hỗn hợp mật ong nguyên chất này cho Hồng 2 thìa. Thì ở đây tỷ lệ chúng ta trộn đó chính là 2 thìa mật ong nguyên chất cùng với 2 thìa sữa chua không đường. Ở đây thì thìa sữa chua không đường thì hơi bé, vì vậy cho nên là Hồng sẽ sử dụng 3 thìa. Bởi vì là khi Hồng lấy một cái lượng vừa đủ của mật ong nguyên chất thì Hồng sử dụng bằng cái thìa này. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng chính cái thìa này và khuấy tan hỗn hợp lên tạo thành một cái hỗn hợp đồng nhất cho Hồng nhé. Đây chính là cái hỗn hợp mà chúng ta thu được cho cái công thức này. Thì bây giờ Hồng sẽ đem cái hỗn hợp này hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng để cho nó hiệu quả nhất nhé. Bước đầu tiên thì các bạn hãy vệ sinh da thật sạch sẽ cho Hồng để nhằm loại bỏ đi cái phần bụi bẩn và bã nhờn có trên da của các bạn. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng cái hỗn hợp này và bôi lên da của các bạn. Đó, Hồng sẽ minh họa bằng bàn tay của Hồng. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng tay và massage đều theo cái chuyển động tròn đều cho Hồng. Rồi các bạn hãy để cái hỗn hợp này trên da khoảng 15 phút. Sau đó thì các bạn hãy rửa mặt lại với nước ấm cho Hồng nhé. Đối với cái công thức này thì các bạn hãy thực hiện 3 lần trên 1 tuần và các bạn sẽ cảm thấy cái sự thay đổi tích cực của cách làm trắng da cho nam hiệu quả này. Cách 2, làm trắng da mặt cho nam giới bằng chanh và mật ong. Từ lâu, chanh và mật ong vẫn được sử dụng như cái công cụ làm đẹp hiệu quả. Vì vậy, mặt nạ chanh, mật ong sẽ là lựa chọn tốt, tối ưu cho những bạn nam mong muốn có làn da trắng sáng. Về nguyên liệu thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng đó chính là 1 quả chanh và 2 thìa mật ong nguyên chất các bạn nhé. Chanh có tác dụng đó là tẩy tế bào chết hiệu quả cũng như làm sáng da tự nhiên. Loại quả này thì còn có khả năng là kiềm dầu và xe khít lỗ chân lông rất là hiệu quả đó. Mật ong thì có tác dụng đó là diệt khuẩn tốt và kiểm soát hoạt động của các thành phần axit có trong chanh. Chính vì thế cách làm trắng da này có thể sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều đối tượng, nhiều loại da và tình trạng da, đặc biệt là những bạn nào mà bị da nhờn. Cách làm về công thức này như sau. Bước đầu tiên thì Hồng sẽ đem quả chanh này cắt đôi. Sau đó thì các bạn hãy vắt lấy nước cốt chanh nguyên chất vào chiếc bát này cho Hồng. Sau khi mà vắt được nước cốt chanh nguyên chất thì các bạn hãy sử dụng chiếc thìa và gạt bỏ cái phần hạt chanh này vứt đi cho Hồng nhé. Sau đó thì Hồng sẽ đổ cái hỗn hợp nước cốt chanh này vào cái hỗn hợp 2 thìa mật ong. Rồi các bạn sử dụng thìa và đánh tan cái hỗn hợp này lên cho Hồng, để cho hai cái hỗn hợp nước cốt chanh và mật ong hòa quyện lại với nhau. Và đây chính là cái hỗn hợp chanh và mật ong mà chúng ta thu được cho cái công thức làm trắng da này. Thì các bạn thấy đó, hỗn hợp này đó, khi mà đánh tan và trộn đều lên thì nhìn nó như là siro ho vậy. Bây giờ Hồng sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng cái hỗn hợp này nhé. Thì bước đầu tiên thì các bạn hãy rửa sạch da. Sau đó thì các bạn hãy dùng cái hỗn hợp này và thoa lên vùng da mặt và vùng da cổ của các bạn. Các bạn lưu ý cho Hồng đó chính là không tẩy tế bào chết trước khi mà đắp cái mặt nạ này lên da của các bạn nhé. Bởi vì cái hỗn hợp này có chanh, mà trong chanh thì nó có cái tính axit. Vì vậy cho nên là nó đã giúp tẩy tế bào chết rồi. Nên là nếu mà bạn mà tẩy tế bào chết trước khi mà thoa cái hỗn hợp này thì nó có thể là sẽ làm cho da của các bạn hơi bị rát đó. Nên là chúng ta không nên tẩy tế bào chết trước các bạn nhé. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng tay và massage nhẹ nhàng khoảng 2 đến 5 phút. Rồi các bạn hãy giữ yên cái hỗn hợp này trên da khoảng 20 phút. Rồi các bạn rửa sạch lại với nước lạnh nhé. Cái mặt nạ này thì các bạn hãy áp dụng 3 đến 4 lần trên một tuần để đạt được hiệu quả làm đẹp như mong muốn. Cách 3. Làm trắng da mặt cho lam bằng cà chua và chanh. Bạn muốn làm mờ vết thâm hoặc đơn giản là làm sáng tông màu da của bạn, sử dụng mặt nạ cà chua và chanh vì chúng có đặc tính làm sáng da tự nhiên, có thể giúp làm đều màu da, tăng sắc tố, chống lão hóa sớm, phục hồi làn da bị rám hay là bị sạm do ánh nắng, và đặc biệt là sẽ giúp làm mờ sẹo mụn cực kỳ hiệu quả đó. Về nguyên liệu thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng đó chính là một quả cà chua chín các bạn nhé. Đối với cà chua này thì nhà bạn nào trồng được thì càng tốt, hoặc là các bạn hãy tìm đến những cái chỗ mà các bạn tin tưởng để mua cà chua, tránh mua phải những quả cà chua bị phun thuốc sâu. Nguyên liệu thứ hai thì các bạn hãy chuẩn bị cho Hồng đó chính là nửa quả chanh. Cách làm công thức này rất là đơn giản thôi. Thì bước đầu tiên thì Hồng sẽ đem nửa quả chanh này và vắt lấy nước cốt. Bước tiếp theo thì bây giờ Hồng sẽ đem quả cà chua này và thái nhỏ cho vào máy xay. Các bạn thái càng nhỏ càng tốt nhé. Như vậy thì khi mà chúng ta xay đó thì nó sẽ được nhuyễn hơn và nhanh hơn. Nhà bạn nào mà không có máy xay ấy, thì các bạn có thể sử dụng thìa để nghiền nhuyễn cái cà chua này. Các bạn thái nhỏ sau đó cho vào bát và dùng thìa nghiền nhuyễn. Tuy nhiên như vậy thì nó sẽ hơi lâu. Vì vậy cho nên là nhà bạn nào có máy xay thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Sau đó thì Hồng sẽ đổ cái hỗn hợp nước cốt chanh nguyên chất này vào cái cà chua này. Rồi các bạn hãy đậy nắp và cho lên xay Hồng nhé. Sau khi mà đã xay nhuyễn được cái hỗn hợp chanh và cà chua này thì bây giờ Hồng sẽ đem đổ cái hỗn hợp này ra một chiếc bát sạch mà Hồng đã chuẩn bị. Và đây chính là cái hỗn hợp mà chúng ta thu được. Bây giờ thì Hồng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái hỗn hợp này nhé. Thì cũng như là những hỗn hợp mặt nạ khác thì bước đầu tiên các bạn phải vệ sinh da sạch sẽ cho Hồng. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng một miếng bông tẩy trang sạch Hoặc là các bạn có thể sử dụng một miếng bông gòn mà các bạn mua ở ngoài hiệu thuốc đó. Sau đó thì các bạn hãy thấm vào cái hỗn hợp này. Đó, thấm vào như vậy. Và thoa lên vùng da của các bạn. Rồi các bạn hãy sử dụng chính cái bông tẩy trang này và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn đều để cho cái hỗn hợp của chúng ta được thẩm thấu vào bên trong da được tốt hơn. Về quả cà chua này thì Hồng có rửa sạch và Hồng để vào tủ lạnh. Cho nên vì vậy khi mà Hồng xay nhuyễn và bây giờ Hồng đắp lên da của Hồng đó, Hồng cảm thấy rất là mát và dễ chịu. Sau đó thì các bạn hãy lưu cái hỗn hợp này cho Hồng 10 đến 15 phút ở trên da của các bạn. Rồi các bạn rửa sạch lại bằng nước lạnh nhé. Vừa rồi thì Hồng đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách dưỡng trắng da tại nhà vô cùng đơn giản phải không nào? Các bạn nam hãy dành ra chút thời gian và hãy áp dụng một trong 3 cách trên mà Hồng chia sẻ để giúp cho làn da của chúng ta trở nên trắng sáng và mịn màng hơn nhé. Nếu như các bạn yêu thích nội dung video này của Hồng thì các bạn hãy nhấn nút like và share để ủng hộ cho Hồng nha. Và có thắc mắc hay là góp ý gì cho Hồng thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới. Và cuối cùng thì đừng quên nhấn subscribe channel Hồng Beauty và nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận được những thông báo đầu tiên mỗi khi mà Hồng ra video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những nội dung video tiếp theo. Bye bye!